Ok, xin chào tất cả mọi người. Trên tay mình đây là mẫu tai phone ZK-ZS3 phiên bản version 2. Đây là phiên bản mới nhất, không phải là những phiên bản bình thường như mà mọi người thấy là phiên bản giá rẻ. Đây là phiên bản giá khá cao. Với phiên bản này thì mấy hôm nay mình đã đăng lên thì rất nhiều bạn thắc mắc đây là loại tai phone gì mà tại sao giá trị nó cao. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là Economic Hi-Fi Headphone. Dòng này nó có thể gọi là like giữa customer earphone với lại cái dòng earbud. Thì đầu tiên ấy, nhìn nhận bên ngoài thì đây là cách đóng gói của công ty, thì nó còn một cái seal bên ngoài nhưng mà do mình lúc mà mình nhận hàng mình kiểm tra thì mình lột ra. Đây bên đây là màu này, màu đen, khối lượng 16 gram cộng trừ 5 gram. Plus time tức là cái sắt cắm là 3.5 mm, pin time tức là cái đầu cắt, cái đầu cắm vô cái ớt cái bít là 0.75 mm. Frequency tức là đây là cái dãy âm là từ 10 Hz cho đến 20.000 Hz. Impedance 16 ohm. Ok, đọc qua thông số thì có vẻ rất là hiệu quả, tại vì nếu như mà đối với cái dãy âm từ 10 đến 20.000 Hz này ấy, thì các bạn có thể trải nghiệm được từ âm có thể gọi là âm của sub, tức là âm trầm nhất của sub trầm nhất cho đến những âm cao nhất và khá là rõ rệt. Ok, thì cái đó mình sẽ phân tích sau khi mà chúng ta trải nghiệm nó. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ coi xem bên trong có gì nha. Ok, mở ra nha. Wow, à, nhìn này, rất đúng chuẩn mực. Bạn nhìn nha, mình để cái đèn này cho các bạn thấy rõ cái chi tiết màu đen nó nằm bên dưới. Rồi, bây giờ chúng ta mở ra nha. Hãng nó có một cái đầu ngay đây, chúng ta cầm ngay đây, chúng ta bật lên nha. Đấy, các bạn đẩy lên. Rồi, các bạn đẩy lên, các bạn rút ra. Đây, đây là sản phẩm. Đó. Các bạn sẽ nhìn rõ nè. Nhìn thế này sẽ rõ hơn nha. Đây là right, đây là left. Tức là bên này là tay phải, bên này là tay trái. Thì một chút nữa trên sợi dây nó sẽ có hai ký hiệu để trùng với hai đầu này, để khi hai cái đầu pin các bạn cắm vào cho đúng. Rồi, đầu tiên chúng ta đã có phần này. Rồi, chúng ta lấy nó ra, để một bên. Hai cái bít. Rồi, một bộ dây. Ok, một bộ dây. Và bốn đầu tiếp để dành cho những ai to hơn hoặc là nhỏ hơn khi gắn vào đây ha. Rồi, và một cái bảng hướng dẫn sử dụng. Chúng ta để nó ra, cái đó chỉ cần thiết. Chúng ta coi dây trước. Ở phiên bản này thì KZ ấy đã nâng cấp lên, thay vì đối với dòng version 1 thì KZ sử dụng cái loại dây tròn thông dụng. Thì đối với version này thì KZ đã đổi qua loại dây này là loại bọc bạc, dây xoắn là bọc bạc và có hai đầu pin. Và hai đầu pin này là hai đầu pin bọc vàng nha các bạn. Hai đầu pin bọc vàng. Thì theo nguyên tắc thì âm thanh được chuyển đi bằng dòng điện, và kim loại dẫn điện tốt nhất đó là vàng hoặc là những kim loại quý. Thế nên là thường thì những cái sản phẩm về âm thanh họ sẽ sử dụng những cái chất liệu đó để làm lõi dây hoặc là jack kết nối. Cũng như chúng ta thấy ở đây thì bây giờ để mình mở cái lõi pin ra nha. Ok, mở lõi pin ra, mở dây ra. Với cái dòng dây thì KZ cung cấp cho chúng ta một sợi dây dài 1,2 m. Wow, quá dài. Và phiên bản này thì một chút nữa mình sẽ nói riêng về phần mic. Đây là phần mic được KZ sản xuất và thiết kế riêng cho tất cả các dòng phone, với 6 chức năng trên một phím bấm. Tức là chỉ một phím này chúng ta có 6 chức năng. Thì một phần một chút nữa mình sẽ nói về nó ha. Rồi, jack 3.5. Ok, jack 4 khớp thế này thì chúng ta sẽ sử dụng được cả thoại và mọi thứ. Ok, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn nha. Đây là hai phần chữ L được đeo lên vành tai của các bạn. Các bạn nhìn đây, trên đây chúng ta có một chữ R, đây tức là phần của right, tức là bên phải nè. Đây là left. Rồi, đối với right, chúng ta lấy cục right ra, đây right. Thì khi chúng ta đeo phần bớt này, chúng ta sẽ đưa vào trong phần lỗ tai của chúng ta để nghe nè. Thì nó sẽ nằm thế này đúng chưa? Đây là phía bên phải nè. Và đây chúng ta sẽ cắm vô như thế này. Các bạn cẩn thận khi cắm vào, tại vì đây là jack kết nối, là pin kết nối này, nó các bạn găm không kỹ nó sẽ gãy nha. Rồi, các bạn nhìn kỹ nha, bạn nhét vô. Rồi, thế là nó kết nối. Ok, rồi tới bên mặt bên trái.
Đây, trái nha. À, bên trái đeo thế này thì phải gập ngược thế này. Bên trái đeo thế này vào lỗ tai. Rồi, đấy là chúng ta đã có một bộ tai phone hoàn chỉnh. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mic. À, KZ sản xuất riêng phần mic này dành cho tất cả các dòng điện thoại thông dụng, bao gồm từ Windows Phone và Android cho đến iOS. Tất cả các điện thoại đều sử dụng chung 6 phím chức năng này. À, ví dụ như các bạn bấm vào và bấm một lần là chúng ta nghe nhạc. Bấm hai lần là next next song. Bấm 3 lần liên tiếp là re song, tức là trở lại cái bài trước đó. À, với nghe điện với các loại cái nghe điện thoại đấy thì bấm một cái nhẹ là nghe điện thoại. Bấm giữ nhẹ một cái là giữ máy. Và bấm hai cái là tắt máy. Ok, các bạn nắm ha. Tức là 6 phím chức năng chỉ trên một phím bấm. Và theo mình thì hôm trước mình có test trên một bản này thì với cái mic của KZ các bạn có thể yên tâm là các bạn đeo lên tai và các bạn không cần quan tâm khi đi ngoài trời gió chạy xe hay bất cứ cái tiếng ồn gì, mic sẽ đều ưu tiên giọng nói của các bạn và rất là rõ, không cần phải lo tạp âm, mic sẽ tự động lọc tạp âm. À, rồi trở lại với là dòng tai phone này thì các bạn thắc mắc tại sao nó lại cứ cắm phiền phức thế này, nghe bực. Ok, thì bây giờ thí dụ như đối với cái dòng này thì các bạn chọn ZX3 thì dòng bình thường nó sẽ có tổng cộng là 4 driver. Driver là gì? Tức là ngày xưa đó mọi người muốn nghe nhạc thì âm thanh nó phải chuyển qua một cái màng loa nó đến lỗ tai của bạn, thì đây là cái đường đi vô lỗ tai nè, cái màng loa nằm ngay đây. Thì nó phải là màng loa đó bằng vải hoặc là bằng kim loại. Nhưng hiện giờ đối với công nghệ mới, công nghệ dynamic thì họ sử dụng các loại driver. Thì ở trên cái con ZS3 này họ bổ sung một công nghệ mới, tức là nó có 5 driver tổng cộng chỉ trên một cái cục này thôi. Nó bao gồm một một hai driver bass và 3 driver âm thanh bình thường. Tức là các bạn sẽ được trải nghiệm ngay cả những sub trầm nhất và các bạn có thể tận hưởng cái âm thanh lawless, cho đến những cái bạn các bạn sẽ coi phim chơi game. Theo mình là rất là ổn đối với chuẩn âm thanh và cái dãy âm này. Tại vì cái dãy âm 20.000 nó tương đương với dãy âm của sub siêu trầm. Rồi, đối với những cái dòng này thì các bạn có thể đối với những cái dòng thế này đấy thì các bạn có thể thay đổi module, tức là các bạn vẫn thích hai cái đầu này hơn và tôi chỉ cần một cái module khác là module Bluetooth. Ok, thế thì các bạn sẽ mua một cái module, một cái bộ Bluetooth. Module tức là gì? Thiết kế tức là module các bạn có thể thay thế bất kỳ module nào, tức là hai cái phần này là một module, sợi dây là một module và jack. Cái hiệu về phần jack nếu như có kết nối lên 6 ly hoặc là đổi qua lighting, đổi qua Type-C thì nó lại là một module. Thì khi các bạn có thể thay đổi module và các bạn sử dụng. Thì đối với KZ thì hiện giờ KZ nó vừa ra một cái chuẩn Bluetooth 5.0 thì cái module đó nó đang gửi chào hàng cho mình sẽ gửi đến các bạn sớm hơn. Thì với phần module Bluetooth thì các bạn cũng sẽ tháo hai jack này ra và các bạn kết nối hai jack của module Bluetooth vào sử dụng như bình thường. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi phần review của KZ-XZX3. À, hy vọng là đối với version 2 này chuẩn dây cao hơn và mọi thứ đều tốt hơn, mọi người sẽ được trải nghiệm những gì đó tốt hơn với những cái thể loại nhạc mình thích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.